Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4 tháng 1, cả nước bắt đầu bước vào đợt nắng nóng trên diện rộng. Tại khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 5 tháng 4. Ở phía Đông Bắc Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4 tháng 4. Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ, phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 37 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh nắng nóng gay gắt, thời gian nóng nhất trong ngày rơi vào khoảng từ 12 đến 15 giờ. Chỉ số UV tại các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.